Anh hãy lo việc của anh cho tốt đi, rồi hãy nói tụi tôi. Wow. Nhìn chị y chang các bạn nhân vật nữ chính trong phim, sự nổi dậy của những bà vợ luôn á. Hôm nay á, đã quá. Bảo sao nhiều người thích đi mô tô ha. Hay là ngày mai tôi cũng mua một chiếc rồi đi nhở. Trông cô nhỏ bé kia liệu có dắt nổi cái xe không mà đòi cầm lại. Mà trời còn sớm, hay đi làm vài ly rồi về ngủ đi. Thôi, tôi không uống đâu. Tôi phải về. Tôi sẽ về đúng vị trí của mình. Cảm ơn anh hôm nay đã thông não cho tôi nha. Tôi đã suy nghĩ thấu đáo được rồi. Bye bye. Bye bye. An Chi. Dạ. Chiều nay em có hẹn với các nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi đúng không? Dạ, em có hẹn với một cô nhưng mà hẹn ở nhà với quận 2 á. Sao lại hẹn ở nhà? Tại vì cô muốn cho em thấy bộ sưu tập truyện thiếu nhi từ trước giờ của cổ. Ồ, cũng hay đó. Hay là mình viết một bài phỏng vấn nữ nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi đi. Đúng rồi, em cũng đang định vậy luôn đó chị. Chủ đề này chị nghĩ sẽ thu hút rất nhiều mẹ bỉm đây. Fighting. Yeah, em sẽ ráng cố gắng cho bài viết của mình không bị quăng cho sọt rác.